chuyện tình sét đánh của cặp đôi vợ 80 chồng 23. Nhân vật chính là chàng trai 23 tuổi Lý Ngọc Thành kết hôn với bà lão 76 tuổi Mã Ngọc Cầm. Điều bất ngờ hơn là hai người còn sinh con và sống chung rất lãng mạn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Hàng xóm của họ đều xác nhận cuộc hôn nhân này không chứa yếu tố tư lợi. Chàng trai đến với một nửa không vì ham mê của cải vật chất. Lý Ngọc Thành cho biết tình cảm của anh xuất phát từ sở thích xem tiểu phẩm nhị nhân truyền và lòng ngưỡng mộ dành cho diễn viên Mã Ngọc Cầm. Khi 5 tuổi, Lý Ngọc Thành lần đầu tiên trông thấy cô Mã đã nảy sinh tình cảm đặc biệt. Đến tuổi vị thành niên, hai người có dịp hợp tác biểu diễn và nuôi dưỡng mối quan hệ mật thiết. Mã Ngọc Cầm chia sẻ, khi được Ngọc Thành tỏ tình, tôi vừa mừng vừa lo. Niềm hạnh phúc thì không cần phải diễn giải nhiều, nhưng nỗi lo về chênh lệch tuổi tác thì quả thực rất ái ngại. Lề thói xã hội, ánh mắt của mọi người, tất cả đều trở thành áp lực đè nặng lên chúng tôi. Chuyện tình cảm của hai người đã gặp nhiều cản trở của gia đình. Cha mẹ của Lý Ngọc Thành kiên quyết phản đối, dọa sẽ từ mặt nếu con trai không bỏ ý định điên rồ. Trong khi đó, hai con riêng của Mã Ngọc Cầm vì cảm thấy xấu hổ nên đã ruồng rẫy, xua đuổi mẹ đi thật xa để tiện nói dối với làng xóm rằng bà đã chết. Tuy nhiên, bằng sự dũng cảm và quyết đoán của người đàn ông, Lý Ngọc Thành đã quyết định làm đám cưới với người phụ nữ mà anh yêu thương cảm phục. Họ đi tìm một mảnh đất ở ngoài làng, đắp một căn nhà đất, không có điện nước, sống tạm. Hàng ngày họ làm ruộng mưu sinh và biểu diễn tiểu phẩm nhị nhân truyền giải trí cho bản thân. Quan hệ tình dục với 1.000 chiếc xe ô tô. Quan hệ tình dục trên xe ô tô là chuyện bình thường, nhưng anh chàng này lại thực sự là quan hệ tình dục với chiếc xe ô tô của mình. Edward Smith, một người đàn ông 57 tuổi nói rằng ông đã có quan hệ tình dục với 1.000 chiếc xe. Nhưng đặc biệt thiết lập mối quan hệ một vợ một chồng với một cô nàng VW Bentley màu trắng tên là Vanilla. Edward có thể bị objectum sexualis, một dạng tình yêu với một đối tượng vô tri vô giác. Kết hôn với một nhân vật trong trò chơi điện tử. Nhiều cô gái hay mắng người yêu của mình là anh yêu chơi điện tử thế, sao không cưới nó luôn đi. Một chàng trai quả thật đã quyết định nghe theo lời khuyên này. Chàng trai 27 tuổi này được biết đến với nickname Shan 9000. Anh đã quyết định tổ chức đám cưới nghiêm túc với Nene Enegarashi, một nhân vật hoạt hình 2D tồn tại bên trong các trò chơi Nintendo DS Love Plus. Đám cưới này có cả DJ, hai bên cùng nói lời thề và kết thúc buổi lễ bằng một nụ hôn. Nhiều người cho rằng Shan 9000 có thể đã bị Chase Diafiller, một dạng kích thích tình dục với một nhân vật hoạt hình. Những chuyện tình kỳ lạ nhất thế giới. Sống cùng người yêu là xác chết. Con Carl Van Gonsel là một nhân viên phụ trách chụp X-quang cô đơn, người đã phải lòng với cô bệnh nhân Elena Hoyos tại chính bệnh viện nơi ông làm việc. Elena bị bệnh lao và khó lòng qua khỏi. Ông Carl biết rằng bệnh tình của Elena ngày một nghiêm trọng. Vào ngày 25 tháng 10 năm 1931, Elena qua đời và được chôn cất. Tuy nhiên, Van Gonsel lại thuyết phục được gia đình cô chuyển thi thể cô đến một lăng mộ. Gia đình họ không hề biết rằng ông có chiếc chìa khóa của khu lăng mộ và thường xuyên đến thăm cô ấy hàng đêm. Sau một vài năm, Cole đã bí mật chuyển thi thể Elena về nhà mình. Tại đây, ông trang điểm cho Elena như một cô dâu, sau đó khiêu vũ và thậm chí là quan hệ với thi thể của Elena. Cole ngăn chặn sự mục rữa của xác chết bằng một hỗn hợp và xịt nước hoa để ngăn mùi của xác chết. Cuối cùng, ông đã bị bắt vì những hành động đó. Ông Carl Caran Cosell bị kết luận là mắc phải hội chứng necrophilia, một căn bệnh mà bệnh nhân sẽ bị hấp dẫn tình dục với xác chết. Người đàn ông có hai dương vật, yêu cô gái có hai âm đạo. Balanchine Dumas sinh ra vào những năm 1800 với ba chân, hai bộ ngực và hai âm đạo. Nhiều người nghĩ rằng cuộc sống tình yêu của cô sẽ vì thế mà gặp nhiều cản trở. Nhưng sự thật thì không phải như vậy. Trong thực tế, Balanchine Dumas hành nghề mại dâm và được biết đến với cái tên là gái bán hoa ba chân. Một ngày nọ, cô nghe nói về Juan Bautista Giostanzo,
người cũng đã có 3 chân và quan trọng hơn nữa, anh ta có 2 dương vật. Sau khi suy nghĩ về mọi khả năng, họ đã gặp gỡ và đến với nhau. Theo y học, hai người này bị mắc chứng Tripedaslim, khi sinh ra đã có 3 chân và 2 cơ quan sinh dục. Tỷ lệ mắc bệnh này cực hiếm, chỉ có 1 trên 5,5 triệu người trên thế giới. Kết hôn với người đàn ông làm mình bị mù. Người ta nói tình yêu đúng là mù quáng. Năm 1959, ông New Yorker Bess Fugas đã có quan hệ tình cảm với Linda Ritz. Tuy nhiên sau đó, Linda phát hiện Fugas đã có vợ và con nhỏ. Cô quyết định chia tay. Tức giận và chán nản, Fugas đã thuê 3 người đàn ông tấn công Linda. Họ đã ném dung dịch kiềm vào mặt cô làm Linda bị mù và biến dạng một phần khuôn mặt. Câu chuyện sau đó càng trở nên ly kỳ. Mặc dù Fugas tuyên bố rằng ông đã hành động như vậy vì tình yêu, bồi thẩm đoàn vẫn đã kết án ông 15 năm tù. Tuy nhiên, trong thời gian Fugas ở tù, hai người vẫn thường xuyên gặp gỡ. Sau này, hoặc vì rung động bởi sự thay đổi của Fugas muốn trừng phạt anh, hay vì cô không còn người nào để yêu, Linda và Fugas cuối cùng cũng đã kết hôn vào năm 1975. Năm 2013, Linda qua đời. Cặp đôi đã viết một cuốn sách và xuất hiện trong một phim tài liệu mang tên Crazy Love, tình yêu điên rồ. Nhiều người nhận định Linda có thể đã bị hội chứng Stockholm, thích yêu những người ngược đãi mình. Người đàn ông xấu trai nhất thế giới lấy 2 vợ đẻ 8 con. Godfrey Bauma mắc căn bệnh khiến cho khuôn mặt của anh trở nên méo mó dị dạng. Anh từng đạt giải quán quân trong cuộc thi người xấu xí nhất Uganda và được người dân trong làng gọi với cái tên thân mật, người đàn ông xấu trai nhất thế giới. Tuy nhiên, dù có ngoại hình xấu xí, nhưng anh chàng đã trải qua 2 đời vợ và hiện tại là cha của 8 đứa con. Người vợ đầu tiên của Godfrey sinh cho anh 2 đứa con và họ ly dị vì anh phát hiện cô ngoại tình. Mọi người nói rằng cô ấy lấy tôi vì tiền và khi có người đàn ông giàu có hơn, cô ta đã bỏ tôi theo người khác, Godfrey nói. Năm 47 tuổi, anh kết hôn với Kate Namanda, 30 tuổi. Kể về mối tình với người vợ thứ hai, Godfrey nói rằng anh quen Kate thông qua người dì của mình và họ sống với nhau 4 năm mà gia đình Kate không hề hay biết. Tôi không muốn gia đình cô ấy nhìn thấy tôi trước khi chúng tôi có con với nhau, bởi chắc chắn họ sẽ bắt cô ấy bỏ tôi. Theo Godfrey kể lại, Kate đã từng bỏ đi khi cô mang thai đứa con của anh được 6 tháng. Anh chia sẻ rằng tôi đã đi nói với Kate rằng nếu cảm thấy ngoại hình của tôi là một gánh nặng có thể bỏ đi, tôi sẽ cho cô ấy sự tự do. Tuy nhiên, Kate đã chấp nhận Godfrey và quay trở lại vào năm 2013. Họ đã tổ chức lễ cưới ở Kijanga, quận Lewendo của Uranga và chính thức giới thiệu với hai bên gia đình. Hiện tại, Kate và Godfrey đã có với nhau 6 đứa con và sống khá sung túc. Cô gái lấy cá heo làm chồng. Chiều ngày 28 tháng 12 năm 2015, tại Israel diễn ra một lễ cưới kỳ lạ. Cô dâu Sharon Tender, 41 tuổi, một triệu phú người Do Thái đến từ Anh đã kết hôn với chú rể Cindy trước sự chứng kiến của nhóm bạn bè. Cô mặc một chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi, bước xuống bến tàu Eliat phía nam Israel và quỳ xuống hôn lên môi chú rể Cindy đang đợi ở dưới nước. Cindy là một chú cá heo. Cặp đôi này đã quen biết nhiều năm và trải qua một năm thực sự lãng mạn bên nhau. Kết thúc có hậu của chuyện tình này là một lễ cưới ấm cúng và kỳ lạ. Thay vì cắt bánh cưới như truyền thống, họ thưởng thức đại tiệc cá thu, món khoái khẩu của Cindy. Cặp song sinh cưới một cặp song sinh đẻ ra con song sinh. Các cặp song sinh có sở thích làm mọi việc cùng nhau, nhưng đôi khi sự riêng tư cũng cần phải có. Nhưng cặp sinh đôi cùng trứng Gray và Max Sander bang Texas nước Mỹ lại muốn làm mọi việc cùng nhau kể cả kết hôn. Năm 1998, tại ngày hội dành cho các cặp song sinh ở The Greenberg, bang Ohio, Mỹ, anh em nhà Gray và Max Sander cũng tới tham gia bữa tiệc. Chính tại đây họ đã quen chị em song sinh Daniel và Daniel Nathanman và họ nhanh chóng. Daniel yêu Kraft, còn Daniel yêu Max. Trong lần hẹn hò đầu tiên,
Gray và Mark đưa chị em nhà Natimer đi xem một trận bóng chảy. Cặp song sinh này ngỏ lời cầu hôn vào cùng một ngày, cùng tổ chức lễ kết hôn chung cùng một chỗ. Daniel và Greg cùng đẻ ra một cặp song sinh nữa. Đám cưới của chú rể 9 tuổi và cô sâu 62 tuổi. Cậu bé Shania Malisla, 9 tuổi năm nay đã trở thành chú rể trẻ tuổi nhất thế giới sau khi tổ chức hôn lễ với bà Helen Shambagu, người phụ nữ đáng tuổi bà của mình vào năm ngoái. Lễ kết hôn lần hai của cặp đôi bà cháu người Nam Phi này lại tiếp tục khiến dư luận bàn tán. Trong bộ vest màu ánh bạc, khuôn mặt còn hiện rõ sự non nớt và ánh mắt ngây thơ. Nhưng chú rể Shania Malisla đã cùng với người vợ 62 tuổi của mình trao lời hẹn ước trước sự chứng kiến của 100 khách mời, trong đó có người chồng lâu năm của cô dâu. Được biết lễ cưới này đơn giản chỉ là một hủ tục mà tổ tiên của gia đình cậu bé Shania yêu cầu. Shania cho biết cậu kết hôn với bà Helen vì cậu cũng yêu mến bà, mặc dù không chung sống với nhau, nhưng cả hai vẫn thường xuyên có cơ hội gặp nhau tại nơi làm việc của mẹ Shania.